Người Việt Nam ta ăn mặn gấp đôi lần. Hiện nay giới trẻ rất nhiều nơi mời nhau một cái món hơi mới, đó là món cà phê muối. Chúng tôi chỉ có một cái ý rất nhỏ đối với các bác, các anh, các chị hoặc các bạn nào đam mê đối với cà phê muối như sau. Theo như Tổ chức Y tế Thế giới, thông thường người Việt Nam ta ăn mặn gấp đôi lần cái lượng muối cần thiết cho cơ thể. Như vậy nếu các bạn ăn thật nhạt đi chăng nữa thì có thể vẫn là cái lượng muối đủ hoặc là vẫn thừa. Khi các bạn uống bổ sung thêm cà phê muối thì các bạn sẽ làm tăng thêm cái lượng muối mà hàng ngày các bạn đã cấp vào thông thường đã là nhiều rồi. Rất không có lợi cho 1. Tim mạch, 2. Huyết áp, 3. Là thận. Chúng tôi không động viên, không khuyến khích, không chê, nhưng chúng tôi chỉ muốn đưa ra một cái thông tin rất nhỏ như thế để các bạn liệu chừng khi các bạn sử dụng cà phê muối thì các bạn nên ăn nhạt đi, để làm sao cho gì cái lượng muối nó vừa phải trong cơ thể mình để cho mình có một sức khỏe tốt nhất.